Tố chất để trở thành MC sự kiện, bạn có đủ? MC chính là người đóng vai trò dẫn dắt sự kiện từ đầu đến cuối. Vai trò quan trọng như vậy nên đòi hỏi MC phải có trình độ cao, đặc biệt là MC sự kiện. Vậy làm sao để trở thành một MC sự kiện chuyên nghiệp? Dưới đây là những yếu tố mà một MC sự kiện chuyên nghiệp cần có. Điều đầu tiên cần nói đến chính là kiến thức. Nghề MC và đặc biệt là MC sự kiện đòi hỏi một người phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, hiểu biết về các vấn đề xã hội, văn hóa. Khi bạn trang bị đủ cho mình những kiến thức đó thì bạn sẽ trở nên tự tin hơn, đa năng hơn. Thứ hai là giọng nói truyền cảm. Là một người dẫn dắt sự kiện, giống như một người kể chuyện, bạn cần phải có một giọng nói truyền cảm, lưu loát, không nói ngọng, nói lắp. Giọng nói chính là điều tạo nên sự khác biệt giữa bạn và những MC khác. Là phương tiện hành nghề của bạn, có một giọng nói truyền cảm và không lỗi, cộng thêm kiến thức phong phú, bạn hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý dù ở bất cứ nơi đâu. Thứ ba là ngoại hình. Người xưa thường nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng nước sơn ở đây là ngoại hình, lại cũng vô cùng quan trọng. Ngoại hình sáng sân khấu chính là điểm cộng lớn cho một MC sự kiện. Khán giả sẽ thực sự chú ý trên sân khấu nếu bạn có một ngoại hình ưa nhìn, gương mặt tươi rói, sáng sủa. Ngoại hình là quan trọng, nhưng tất nhiên kiến thức và giọng nói vẫn được đánh giá cao hơn. Đừng mải mê chăm chút cho ngoại hình mà quên đi những giá trị cốt lõi. Điều cần có tiếp theo ở một MC chính là sự chuyên nghiệp, tự tin. Trong thời gian diễn ra sự kiện, khó có thể tránh khỏi những tình huống không mong muốn. Vì vậy, sự linh hoạt, tự tin là vô cùng cần thiết đối với một MC sự kiện. Ngôn ngữ hình thể là điều thứ 5. Bên cạnh một giọng nói truyền cảm, một ngoại hình sáng sân khấu, thì ngôn ngữ hình thể cũng khá quan trọng. Đây là một yếu tố không chỉ qua đào tạo mà cần phải học hỏi từ nhiều người. Ngôn ngữ hình thể bạn thể hiện trên sân khấu phải uyển chuyển, linh hoạt nhưng không được lố. Điều cuối cùng để trở thành một MC sự kiện chuyên nghiệp chính là tâm huyết với nghề. Đặt yếu tố này ở cuối cùng không phải vì nó ít quan trọng, mà bởi vì yếu tố này chính là yếu tố quyết định đến sự thành công về lâu dài của bạn. Vì sao? Bởi vì khi bạn có tâm huyết với nghề, bạn sẽ có những sự đầu tư xứng đáng cho nó, có sự chu đáo, sáng tạo trong quá trình hành nghề. Nghề nào cũng vậy, luôn tồn tại những khó khăn, thử thách đánh gục bạn. Chỉ có đam mê, tâm huyết mới có thể kéo bạn đứng dậy, bước qua những khó khăn và tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn. Khóa đào tạo MC tại You Can Now mở ra với nhu cầu tìm kiếm và phát triển những tài năng có triển vọng trong tương lai. Với phương châm lấy chất lượng đào tạo làm uy tín hàng đầu, cùng đội ngũ giảng viên là những MC chuyên nghiệp, kinh nghiệm, tâm huyết, nhiệt tình với nghề, trực tiếp đứng lớp chia sẻ, đào tạo. Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm You Can Now, địa chỉ tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội, hotline 098 534 9755.